Mẹ đẹp chưa? Hôm nay lên Sapa chơi, nhân tiện thăm anh em ở dưới quê nên đây trên này nó làm ăn trên này. Từ đây từ Sapa vào trong khu này nó rơi vào tầm cỡ khoảng 40 cây số anh em. Nên mình chẳng biết là rằng là địa điểm nó là gì nữa. Điểm trường Cửa Cải, địa chỉ thôn Cửa Cải, xã Ngũ Sơn, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai anh em. Review giới thiệu với anh em cây sung tía. Đây, các anh em nhìn tay tán nó đây. Tay tán làm xong hết rồi. Nhìn gốc của nó, đế đây. Thân nó trải dài, dáng nó rất hay. Thân chạy, bông trên này rất lớn. Bông tán có đủ rồi nhỉ? Chỗ này hơi khuất, đâm dần là không quay rõ cho anh em xem này. Rất lâu rồi mình mới gặp một cây sung tía to lớn như thế này. Vành gốc nó rơi vào tầm khoảng 400. Một cây sung dáng làng. Nhìn xa xa tí. Đây là mịt mờ hết rồi anh ạ. Từ Sapa vào đây hơn 40 cây nữa. Đây sung tía anh nhỉ? Cây này trồng khoảng bao năm nhỉ? Cây này nó phải tầm 100 năm rồi. Nó phải tầm 100 năm. Nó, cái gốc này của nó rất là cổ và nó rêu hết rồi. Gốc toàn cổ. Là gốc cổ rêu. Già lắm rồi anh ạ. Rất cổ rêu hết rồi. Và những cái xưa kia nó còn ra, bắt đầu nó hết một lớp vỏ, nó xù một lớp rồi. Đến cực kỳ già rồi. Già... Đây là cây sung tía. Già vẩy cá hết rồi, vẩy sơ cá sấu hết rồi. Cá sấu hết thì hết luôn. Anh em nhìn gốc này. Cây sung này phải cho lên một cái ang lớn. Đấy, tay nó chân nó chảy. Gốc là gì anh? Gốc là cá voi biển à? Già lắm rồi. Rêu phòng hết rồi. Tay tán làm xong hết rồi. Để ra nhìn xa một chút. Nhìn nhìn bông tay nó về. Cây này chuẩn ra là phải cho nên một cái ang anh ạ. Ang lớn. Nhưng mà người ta ở đây thì người ta trồng trước cửa người cũng rất đẹp. Nó cũng rất ý nghĩa đấy. Có cây sung lớn, cây sung tía ở trước cổng, trước cửa. Nằm trên Sapa này, cây này hiếm lắm. Nhưng mà chỉ tiếc là cây này nó chưa có quả. Sao giống sung này ít quả nhỉ? Tay bông đẹp lắm rồi. Chính thường tất cả cái này là họ không vặt mầm này, cứ để xù xịt nó sẽ quả ra này. Khả năng quả ra những cái chỗ này hết rồi này. Đấy. Quả ra chỗ này hết. Đây, chúng chỗ này là có quả hết, chúng xùi này có quả hết, nhưng mà có thể mua này là nó để đầy những cái ra cái này mà làm sập quả. Nó có tu hết rồi mà, nhưng tu mà đầy. Đây, tay đầy. Của nó là tu rồi này. Đây, tay tu. Đấy, vòi nó hết rồi này. Như ông chủ này, chơi nhưng mà vẫn chưa ổn lắm. Thứ hai nhất là ông ấy để nhiều cây và thứ vào gốc quá. Gốc quá. Nó không lộ đế rồi. Không lộ ra, tôi nhìn này. Bộ đế này do quá đẹp, nhưng để gỗ để được chèn hết. Bỏ gỗ là ngay đấy. Bác chủ đâu nhỉ? Đâu đâu ông chủ đâu? Chưa ông chủ đâu. Đây là bà chủ rồi, còn không chưa thấy ông chủ. Đây gì? Đây gì? Cây sung này chị bán bao tiền? Giả 100 rồi, thì bây giờ em giả hơn là bán đúng không? Hơn thì mới bán. Được rồi, rồi, chút cho em số điện thoại nhá. Ưng cây này rồi đấy. Giả 100 nhưng mà anh chị không bán. Chị ơi, em hỏi này. Chị ở
nhỏ này bọn em đi xa các em xách về đấy, làm em kỷ niệm đấy. Làm kỷ niệm đấy. Đây là em lên trên này mua cây thì cái này bao nhiêu chứ? Đây là cây kỷ niệm. Cây này đế rất đẹp nhưng mà ông chủ ông ấy sắp xếp những cái đồ vật nó vào nó vướng hết anh em. Một chân nó thoải ra kia. Đây một chân nó thoải. Cây nào đâu đâu chị? Trên này. Cây sung bà chủ thấy có quả bao giờ chưa? Ôi giời, em muốn để chị nói là nhà chị không cho quả vội bởi vì là chị đang vào cho tán đẹp nữa. À. Đây, loại bé tí này đã có quả rồi. Đây là nếu để quả em ạ. Đấy. Có nghĩa là đang cho tán nó đẹp lên cho đúng không? Còn đẹp. Quả rất nhiều đúng không? Quả thì đây. Bà chủ này là người Tàu đấy. Chứ không phải người Việt đâu. Đây em ơi, đâu? Em xem đã, nó nhỏ. Ở những cây sung như thế này nó cũng phải rơi vào tầm cỡ khoảng hơn 100 năm rồi. Mà để có một cái gốc hơn như này nó rất là khó. Cực kỳ khó luôn. Có nhiều khi người ta mua cây người ta không phải là mua cây dáng gì cả mà người ta mua cái tuổi của cây luôn. Đấy. Có khi anh em mình cả đời tuổi của nó còn hơn tuổi anh em mình. Tuổi của cây sung nó còn hơn tuổi anh em mình. Đúng không các bác? Nhiều lúc người ta thích cây không phải là người ta thích cái dáng thế, bây giờ dáng thế nó trồng công nghiệp đẹp lắm. Nhưng mà người ta thích thì người ta thích cái dáng cổ của nó ấy. Cái cây nó cổ rồi, nó già rồi, nó có giá trị về thời gian rồi. Còn bây giờ những cái cây mới mà những cái nhà vườn người ta làm theo kiểu công nghiệp ấy, vài năm là một cây đẹp ngay thôi mà. Tay tán nó chạy rất đẹp anh em ạ. Tay tán bông tay rất đẹp. Xa một tí nữa thì nhìn dáng thế nó cũng rõ hơn. Cây này mà có điều kiện mà mang về mà trồng trước biệt thự hoặc trồng trước một cái nhà vườn rất đẹp. Già lắm rồi anh em ạ. Chạy lên. Chia ra làm hai, tay bông xong hết rồi. Anh em vẫn ngồi trong này mãi chưa xong. Xong chưa anh ơi? Xong chưa em? À vẫn chưa. Ôi cứ do không tự nhiên. Hôm nay bác chủ quán thì có sưu tầm đủ các thể loại đài rồi là xe rồi là cồng chiêng cổ. Đấy, từ cái tivi Việt Tulix từ rất lâu rồi. Đây. Đây. Con GA100 này. Megabat này. Đây, nó suốt cả đài Nhật Panasonic này từ những cái thời năm thập kỷ 90, 80. Đây, những con này thì chắc từ thập kỷ thứ từ những sáu thập kỷ 60. Đây, con này tầm 70 này. Này thì 890 rồi. Đây, đèn báo đèn này thì chỉ có những em tầm 60 70 sinh năm 60 70 của thế kỷ trước thì biết. Đây là cổng chiêng. Đây anh em ngồi đi. Hơi dao của người Trăm. Anh ơi ngồi vào check in kiểu đấy. Anh ơi tôi ngồi đây check in kiểu. Rồi xong em ngồi anh ạ. Em check in kiểu đấy. Còn đây là không gian bát ngát. Đây, chạm bát từ những cái năm còn bao cấp này. Bình tông từ thời Mỹ. Còn đây là con CD50. Ngày xưa người ta gọi là Bentley. Rồi là Win. CD50. Anh ạ, con này là CD50 đấy chứ. CD50 đấy. Vâng. Vâng, đây em học 7 năm cái này đây. Học 7 năm guitar. Đây một con min cổ. Đây
cây sung quý quá. Đấy, dân bản trên này đây anh em. Bây giờ là bữa trưa mà 2:30 rồi. Mới xong bữa trưa. Đấy, mà vẫn cứ bắt tay bắt chân nhau tíu tít. Đấy. Trên này sống tình cảm này đấy. Trên vùng đấy, sống rất tình cảm. Tình cảm đi uống rượu phải bắt tay. Bây giờ các anh mới về làm à? Bây giờ về làm à? Vâng, bây giờ mới về làm, bây giờ đi về lên nương thôi. Đây thưởng, đây thưởng đi. Trên này nó có một cái trường học mà anh. Trường này trường mầm non. Tiểu học lớp 1 chú còn cười nhỉ? Giờ 5 tuổi, 4 tuổi. Học lớp 1 luôn. 4 tuổi. Nếu mà là không phải nghỉ hè anh ạ. Không phải nghỉ hè là bạn sẽ gọi các cô xuống tiếp rượu các anh. Đúng thế, đúng anh ạ, luôn nha. Mà chú ở phòng dục. Trời ơi, nó sắc cho chú chắc tươi. Và em thì chưa tươi với cô nào bao giờ anh. Anh ở trường thôi nhưng mà chú học dục nhá. Nó cho chú tươi luôn. Em thì chưa tươi bao giờ với một cô nào hết. Cho nên là các cô cứ tiếp thoải mái. Thực ra em vẫn ưng cây sung này anh ạ. Đẳng cấp cao hơn nữa. Đấy. Cây sung này. Hay đấy. Thấy không? Cây này mình mà lấy thì mình về mình sẽ làm lại một chút nữa. Thứ nhất là cái tay này, cái thân này mình sẽ cắt ngắn đi một chút đến cái điểm này. Sau đó mình cho thêm một tay bên này. Một tay bên này và một cái đỉnh nhỏ bên này. Đây ông chủ ông làm có một đỉnh to tướng thế này nó cũng không hợp lý lắm. Tay cành bên này thì mình cũng làm một bông nữa bên này. Kia đỉnh rồi, bên này tay la ra được có rồi. Mỗi cái đỉnh bên này là hơi kém rồi.